quý vị và các bạn, như vậy là năm mới Đinh Dậu 2017 đã chạm ngõ mọi nhà. Trong khoảnh khắc ấm áp, sum vầy của ngày Tết đoàn viên, ai ai cũng cầu mong cho nhau thật sức khỏe và bình an. Cùng với những người dân trên đất nước Việt Nam, người Quảng Trị cũng hân hoan đón Tết cổ truyền của dân tộc với những nét đặc trưng riêng của mình. Cùng với nét riêng về văn hóa, nét riêng về ẩm thực đã làm phong phú thêm nét văn hóa Tết ở mỗi một làng quê. Thưa quý vị và các bạn, nói đến ngày Tết thì không thể thiếu những chiếc bánh chưng, bánh tét. Từ xa xưa cho đến nay, mỗi dịp Tết đến xuân về, người người, nhà nhà lại chuẩn bị những nồi bánh chưng, bánh tét rất to để đón Tết. Bởi trong tâm thức của mỗi người thì bánh chưng, bánh tét là món ăn mang ý nghĩa sum vầy, ý nghĩa đoàn viên bình dị nhưng ấm áp. Tuy nhiên, về với người dân ở làng Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, bánh tét, bánh chưng có nét riêng rất độc đáo. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu nét độc đáo đó là gì quý vị nhé. Người xưa vẫn lưu truyền rằng bánh chưng, bánh tét ngày Tết có từ rất lâu. Mọi người vẫn tin rằng bánh chưng, bánh đòn hay được gọi là bánh tét đã có từ thời vua Hùng thứ 6. Và cho đến nay, nó đã trở thành biểu tượng của Tết truyền thống của người Việt Nam. Bánh tét tròn, bánh chưng vuông là minh chứng cho sự tròn đầy của trời đất và sự sum vầy của mỗi gia đình sau một năm làm việc tất bật, vội vã. Cho dù là ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, thì bánh chưng, bánh tét là sản vật quan trọng để dâng lên bàn thờ ông bà, tổ tiên trong ngày Tết. Cầu mong năm mới, mọi người mạnh khỏe, sung túc, an lành. Nghe đồn về loại bánh tét rất độc đáo của người dân, chúng tôi đến Đại An Khê, ngôi làng thuộc xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán của dân tộc, để tìm hiểu thực hư chuyện làm bánh tét xanh lá ngót mà người làng gọi là bánh mặt trăng là như thế nào. Gia đình ông Đào Bá Vây, một trong những gia đình gói bánh tét mặt trăng với số lượng nhiều ở đây, đặc biệt là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thì loại bánh này được người tiêu dùng đặt hàng nhiều hơn. Vì sao loại bánh này có tên là bánh tét mặt trăng? Và vì sao nó lại có nét độc đáo riêng, chỉ duy nhất ở đây mới có? Nguyên liệu là gì và cách gói bánh ra sao? Theo ông Đào Bá Vây, cũng từ những nguyên liệu quê nhà, địa phương của vùng đất nông nghiệp có nếp thơm, đậu xanh, lá chuối, thịt lợn. Tuy nhiên được gói theo hình bán nguyệt nên người dân trong làng gọi là bánh tét mặt trăng. Thì ông cha ta muốn có một cái cuộc sống yên bình nơi làng quê, thì chính vì điều đó nên chỉ bánh không gọi hình tròn mà gọi hình bán nguyệt để tượng trưng cho một cái vũ trụ, tượng trưng cho một cái ánh trăng khuyết treo trên một cái ngọn tre ở đầu làng, thể hiện sự yên bình. Và mượn cái màu xanh của lá rau ngót để tạo màu, và cái màu xanh đó thể hiện cho cái mặt đất xanh tươi, hoa trái bốn mùa. Và khi gói thì những người gói bánh ở quê tôi thì gói hai nửa bán nguyệt úp lại và cột chặt lại với nhau để thể hiện trong cái sự đồng ấm, sự gắn chặt của một gia đình, một đôi vợ chồng. Đó là mong muốn của tổ tiên. Nửa vòng tròn. Nhưng mà cái này thì... Theo người dân của làng Đại An Khê chia sẻ, thì chiếc bánh là tượng trưng cho sự trọn vẹn về hạnh phúc của đôi lứa, gia đình. Nói rộng ra là của dân làng Đại An Khê từ bao đời nay. Để tạo được một chiếc bánh bán nguyệt, bắt mắt về hình dáng, màu sắc và hương vị đậm đà, thơm ngon, người làng Đại An Khê đã dùng một số nguyên liệu riêng nhưng rất gần với cuộc sống hàng ngày của người dân. Ngoài những nguồn nguyên liệu như nếp, thịt, đậu xanh và hành, có một nguyên liệu không thể thiếu, đó là lá ngót. Lá ngót dùng xay nhuyễn, lấy nước trộn với nếp trắng để tạo ra màu xanh ngọc bích của chiếc bánh bán nguyệt. Bánh tét bán nguyệt thường được dân làng Đại An Khê gói có trọng lượng từ 1,3 đến 1,5 kg. Lá chuối phải để héo, sau đó lau thật sạch. Lạt được làm từ tre rang và được chuẩn bị từ trước đó vài tháng để đảm bảo độ dai khi buộc bánh dễ hơn. Đậu xanh hấp chín, xay thật nhuyễn, kết hợp với gia vị để làm nhân bánh. Nếp sau khi vo sạch, để ráo và trộn với nước lá ngót. Việc chọn lá ngót
phải chọn lá già mới tạo được màu xanh của bánh. Trong khi gói, đòi hỏi người gói bánh phải chắp tay, vừa buộc vừa nén để lớp vỏ bọc không bị bung ra. Sau đó ép chặt hai cái bánh lại với nhau để luộc. Công đoạn luộc bánh bán nguyệt cũng hết sức công phu, với thời gian lên đến hơn 12 tiếng đồng hồ. Lửa để luộc bánh cũng ở nhiệt độ nhất định, không nhỏ và cũng không quá to, mà phải luôn ở chế độ vừa phải. Sau khi nấu chín, bánh được vớt ra và cắt bớt lạt buộc, sau đó tiếp tục nắn để tạo hình dáng cho chiếc bánh có hình một nửa vầng trăng khuyết. Mà làng tôi thì từ trưa đến trưa là hề gọi là ngọt là không làm bánh. Làm để vừa là tạo màu đẹp mà vừa là có thành phần dinh dưỡng cao mà vừa làm mà mềm bánh. Vì vậy cho nên hề làng tôi, hề đặc trưng của làng tôi là hề bánh bán nguyệt mà trăng đi là phải là có là ngọt. Chứ không ngoài cái lạ gì hết. Tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Thuấn, một trong những gia đình có trên 30 năm gói loại bánh tét mặt trăng ở làng Đại An Khê. Bà Thuấn chia sẻ, nghề gói bánh tét bán nguyệt ở làng này đã có từ lâu, không ai biết rõ được bắt đầu từ khi nào. Chỉ nghe người làng truyền lại là chiếc bánh như mảnh trăng treo trên lũy tre làng, tượng trưng cho sự bình yên, thanh tao của làng quê, kèm theo màu xanh đặc trưng của lá ngót nên bánh mang hương vị đậm đà, rất riêng. Trước lúc là làm nghề nghiệp thì làm ruộng, rồi cũng đi này nọ, rồi sau khi bắt đầu cũng bài đó làm bệnh, là làm cái bệnh ít đầu tiên, làm cái bệnh là gai nè, làm bệnh ít trắng thì cho chén thêm nói, rồi tiếp tục có 3 năm sau, thì bà tiếp tục lên gọi bên đòn đây, gọi bên đòn lúc đầu thì lọ gọi lại lại, họ nói anh cây chỗ với họ đặt, em cười hỏi cho đặt một vài chục đòn, cho đến khi Tết là đặt cũng phải 300-400 đòn nữa, rồi mình làm tới nó chơi làm chuyên môn luôn. Chứ rửa là không chuyên môn mà, nhưng mà đặt thì làm cho cũng phải làm mà để mà bỏ ngày đi qua tháng khác không đi được mà mình rong. Nhưng mà hãy làm ra là nói ví dụ hôm nay ai cần họ điền tới chân này chục đòn là làm cho họ chân này chục đòn. Rồi thì là ngày khác họ đặt cho chân này thì làm chân này, hãy ai đặt thì làm lại thôi, làm ra là chống đi. Chính bởi sự đặc trưng khác lạ từ nguyên liệu đến hình dáng kết hợp với chất lượng của bánh, nên những năm gần đây, bánh tét mặt trăng của làng đã trở thành sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Bánh không chỉ phục vụ người dân trong làng mà còn vươn ra các tỉnh bạn. Bánh tét Đại An Khê đã được đưa lên trang mạng Facebook, được nhiều người biết đến và thưởng thức. Ngày cuối năm, trong tiết trời se se lạnh của miền Trung vào xuân đã được sưởi ấm bằng bếp lửa hồng, nghi ngút hơi khói của nồi bánh sôi sùng sục ở phía hiên sau nhà. Mùi hương thơm của bánh làm lòng người ấm lại, bỏ hết những bộn bề lo toan của cuộc sống để chào đón một năm mới. Trong những năm qua, đi đôi về việc phát triển kinh tế nông nghiệp, thì Hợp tác xã đang động viên bà con duy trì và phát huy cái truyền thống thì nghề làm bánh ít ngọt và bánh tét mặt trăng bằng cái hương liệu của địa phương. Và đây là một trong những cái món ăn truyền thống và là được nhiều hộ gia đình tham gia. Hiện nay là sản phẩm đang đi khắp nơi trên địa bàn của tỉnh. Và chúng tôi đang hướng cho bà con xây dựng một cái thương hiệu đặc trưng, đó là bánh tét mặt trăng và bánh ít ngọt, thương hiệu là Đại An Khê. Lát bánh tét có màu xanh biếc, hình bán nguyệt, thơm ngon, được người dân làng Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng coi như báu vật truyền đời, thắm đượm tình quê. Cách làm bánh tét bán nguyệt không quá khó nhưng khá nhọc công. Bánh có vị cay của tiêu, vị béo của đậu xanh, vị thơm của nếp, hành phi và nhiều vitamin từ lá ngót, rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, bánh có hình bán nguyệt đẹp nên được nhiều người ưa chuộng. Hiện nay ở làng Đại An Khê có trên 10 hộ chuyên gói bánh tét bán nguyệt với số lượng lớn. Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, người dân làng Đại An Khê lại hối hả làm bánh để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân ở khắp nơi. Và với người dân làng Đại An Khê, đều làm bánh này để dâng lên tổ tiên. Dường như đây cũng là sản phẩm buộc phải có để đặt lên bàn thờ ông bà, tổ tiên, để nhắn nhủ với các thế hệ con cháu không quên cội nguồn. Bánh chưng, bánh tét là sản phẩm được làm ra ở quê hương từ ruộng đồng gần gũi, là kết tinh từ công sức lao động của mọi người.
bánh chưng, bánh tét là biểu tượng của Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Tết của sự mong cầu hạnh phúc, an lành đến với mọi người, mọi nhà, cầu mong cho mưa thuận, gió hòa để sản xuất và xây dựng quê hương.